bố mẹ cần phải vệ sinh bình cho trẻ trước. Vệ sinh bình sữa gồm 3 bước. Bước 1, rửa tay sạch với nước và xà phòng, lau khô tay bằng khăn sạch. Bước 2, rửa bình sữa và các vật dụng đi kèm trong nước xà phòng ấm. Sử dụng một bàn chải sạch để cọ rửa thật kỹ bên trong và bên ngoài bình sữa, núm vú. Bước 3, rửa lại với nước sạch. Sau bước vệ sinh bình thì chúng ta chuyển sang bước thứ 2 là khử trùng bình sữa. Bước này bao gồm: 1. Chuẩn bị một nồi nước cỡ lớn. 2. Đặt tất cả bình sữa và dụng cụ cho bé bú vào nồi nước, đảm bảo các dụng cụ đã ngập nước. 3. Dùng nắp đậy nồi lại và bắt đầu đun sôi, chú ý đừng để nồi cạn nước. 4. Vấn đề các dụng cụ ngập trong nước nóng cho đến khi cần sử dụng. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ một số điều khi pha sữa bột cho trẻ sơ sinh để không bị phản tác dụng. Không pha sữa quá đặc, pha theo đúng hướng dẫn lượng nước và sữa quy định của nhà sản xuất. Dùng nước đun sôi để nguội đến nhiệt độ theo hướng dẫn để pha sữa. Đừng để tay ướt khi pha sữa. Không pha sữa với nước cháo. Không thêm bột cacao vào sữa. Cho sữa nhỏ xuống chỗ da mỏng của bố mẹ xem có nóng quá với trẻ hay không. Nếu nóng quá thì có thể hạ nhiệt bằng cách ngâm phần thân bình vào nước lạnh hoặc dùng khăn nhúng nước lạnh lau xung quanh bình. Đến khi sữa vừa ấm thì bắt đầu cho trẻ uống. Sau khi trẻ uống xong thì vệ sinh bình lại lần nữa trước khi cất. Trẻ sơ sinh phải được bú mẹ hoàn toàn. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải đối mặt với những trường hợp sữa mẹ không về kịp hoặc bị tắc sữa. Như vậy thì người nhà nên chuẩn bị sẵn một hộp sữa bột dành cho các bé để kịp thời cho bé bú ngay sau sinh. Có nhiều loại sữa dành cho trẻ sơ sinh, nhưng các mẹ cần phải chọn loại sữa phù hợp với thể chất, sức khỏe và có hương vị được bé yêu thích. Đến đây thời lượng dành cho chuyên mục an toàn thực phẩm cũng đã hết. Cảm ơn Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã đồng hành cùng chuyên mục này. Quý vị thính giả thân mến, Hồng Nhung quay trở lại để chia sẻ những khó khăn mà các bạn đang gặp phải trên rất nhiều những lộ trình của mình. Thì Hồng Nhung sẽ tổng hợp để giúp các bạn có những cái nhìn cụ thể hơn. Vẫn là vành đai ba trên cây cầu Thanh Trì, các phương tiện di chuyển chậm. Ở đây thì vẫn là vụ va chạm, hai xe thì đã bị đổ vào trong làn khẩn cấp rồi, nhưng mà giao thông thì vẫn đang bị ảnh hưởng ở trên cây cầu Thanh Trì. Anh Bá Minh đã bắt đầu đồng hành cùng với POV giao thông rồi và chắc chắn đó sẽ là những thông tin ùn tắc rồi. Ùn tắc nghiêm trọng theo cả hai hướng ở vành đai 2 trên cao, tức là theo cả về ngã tư Bắc và theo về cả cơ sở nữa. Đây là một lộ trình tiếp tục gây khó khăn cho các bạn thính giả. Thế còn đường phía bên dưới thì sao ạ? Anh Bá Minh có thể di chuyển thay thế được không? Cũng mong là anh tiếp tục cập nhật cho Nhung Di chia sẻ cùng với các bạn thính giả. Vành đai 3 trên cao vẫn đang ùn tắc về hướng Mai Dịch. Chúng tôi nhắc lại, vành đai 3 vẫn đang ùn tắc theo hướng Mai Dịch. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang thì ảnh hưởng của vụ va chạm mình vẫn đang ùn tắc theo cả hai hướng, đó là cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Vành đai 2 từ ngã tư Vọng hướng ngã tư Sở lên được khoảng 500m thôi là đã bị ùn rồi. Thế thì các bạn không nên di chuyển vào đây nữa. Chúng ta nghe được thông tin này vui lòng thay đổi lộ trình từ xa, chứ còn để lưu thông được hết vành đai 2 trên cao chắc chắn là sẽ mất rất nhiều thời gian. Bởi vì là không chỉ là phía vành đai 2 trên cao đâu, mà ở phía bên dưới hướng đi về ngã tư Sở, đường bên dưới cũng đang ùn tắc rất dài rồi. Còn chiều ngược lại ở đường bên dưới theo hướng về ngã tư Vọng thì có thể di chuyển được bình thường. Nên các bạn cân nhắc xem lộ trình của mình như thế nào để có được những cung đường di chuyển thuận lợi hơn. Đó là thông tin ở phía vành đai 2, vành đai 3, rồi thì cầu Hồ Sơn theo hướng đi về Lạng Sơn cũng là những thông tin khó khăn về tình trạng ùn tắc. Rồi vành đai 3 thì hướng đi Mai Dịch cũng là một lộ trình không nên lựa chọn được các bạn ạ. Chúng ta cần phải thay đổi lộ trình từ xa thôi, tắc kém cả cây số rồi. Rồi thì quốc lộ 1 cũng vậy, đoạn km 143+500 theo hướng đi Lạng Sơn cũng đang ùn dài do ảnh hưởng của vụ va chạm rồi. Và rất nhiều những cảnh báo khác về giao thông thì các bạn cũng phải nhớ rằng là ở phía Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển đi ra Nguyễn Trãi, hướng theo Nguyễn Trãi cũng đang ùn tắc rất dài. Các bạn thính giả cũng chia sẻ những khó khăn tại đây. Một lần nữa thì chúng tôi cũng mong là với tất cả những lộ trình mà các bạn đang khó thì đều có thể sớm kết thúc được, lưu thông được hết lộ trình của mình. Và những thông tin mới hơn thì chắc chắn là POV giao thông sẽ luôn đồng hành với các bạn rồi. Hãy chia sẻ cùng chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng là 024 37 919 1191 và thông qua fanpage POV giao thông. Còn bây giờ thì hãy tiếp tục dành thời gian để đồng hành cùng chúng tôi tìm hiểu những nguy cơ tiềm ẩn nếu mà thường xuyên gặp phải tình trạng tiểu đường của quý vị khán giả. Cùng đến với chuyên mục giảm tiểu đêm, em giấc ngủ với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe, viên tiểu đêm dạng Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Để biết thêm về sản phẩm, quý vị gọi hotline miễn cước 1800 1799 hoặc website saothaizuong.com.vn. Thưa quý vị và các bạn,
tiểu đêm có phải là bệnh không và bệnh tiểu đêm là bệnh gì. Chúng ta cũng phải khẳng định một điều, đó là tiểu đêm khiến người mắc bệnh phải thức giấc vào nhà vệ sinh nhiều.
Giang đường nào anh? Bắc Giang nhé. Đi Bắc Giang nhé. Phải vâng, cảm ơn anh.